Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, em có một số mẫu xe, đó là toàn bộ 3 con i10 từ 1.2, 1 chấm em đều có. Và đặc biệt 3 chiếc này thì đó là chỉ có xe nhập khẩu thôi các bạn nhé. Và đời là rất cao, từ 2015 cho đến 2017, các bạn lưu ý như vậy. Và anh chị nào nhanh tay nhăn mép mắt thử quan sát cho em xem 3 chiếc xe này, chiếc nào là số tự động. Nếu anh chị đến mua xe, em giảm giá ngay cho anh chị 1 triệu 3 chiếc xe này là chiếc nào số tự động, anh chị thử nhìn cho em. Đó, chiếc này. Đấy, chiếc này và chiếc này và chiếc này. Khi anh chị đọc biển số. Đấy, anh đọc chị đọc biển số. Đấy, khi anh chị đến mua là tặng ngay và comment các bạn là sau khi mình đăng video thì nếu các bạn phải nói ngay thì được, chứ bây giờ mình đăng lên rồi thì lại không được các bạn ạ. Chào các bạn nhé. Và bây giờ thì em sẽ vào video cụ thể cho quý vị và các bạn. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc Grand i10 số sàn, nhập khẩu bản đủ, đời 2017, tư nhân một chủ, không taxi, dịch vụ một ngày các bạn nhé. Và tiếp theo thì xin giới thiệu với các bạn, đây là một mẫu xe số tự động bản 1.2, đời 2015, tư nhân một chủ từ đầu. Đấy các bạn nhé. Và giới thiệu tiếp cho các bạn đến một mẫu xe số sàn, đó là một mẫu xe Grand i10 đời 2015, tư nhân chính chủ. Các bạn nào có nhu cầu sở hữu những chiếc xe đẹp này thì em sẽ làm video chi tiết và quay video chi tiết để cho quý vị và các bạn quan sát. Sau đó em sẽ nổ máy từng xe cho anh chị và các bạn. Anh ở đây tí nữa xong nổ máy em bảo nhé. Đấy, các anh chị quan sát này. Và đầu tiên thì em xin trân trọng giới thiệu với các bạn là mẫu xe số sàn đời 2015. Chủ đã lâng được full đồ, tức là đèn bi đầy đủ cho anh chị và các bạn. Đời 2015 các bạn nhá, nhập khẩu máy 1.0. Đấy anh chị này, toàn bộ xe thì đã được dán đen hết cho quý vị và các bạn này. Xe đẹp gắt, không lỗi nhỏ các bạn nhá. Đời 2015, xe không dịch vụ. Các bạn có nhu cầu sở hữu xe đẹp thì các bạn liên hệ cho mình. Đây các bạn này, cái chiếc xe này thì trước kia là anh này anh mua về là anh chạy là chạy đám cưới hay là chạy gì ấy này. Chữ này chuyên Vinh Thanh Lâm Mê Linh. À xe này ở Mê Linh. Đấy. Đã làm cỗ. Xe này anh chuyên làm cỗ trọn gói các bạn ở đây. Có chữ này. Làm cỗ trọn gói các bạn nhé, nấu cỗ trọn gói. Đấy anh chị này. Xe không dịch vụ đâu. Đời 2015. Đấy các bạn này. Bên em đang báo giá cho anh chị là chiếc xe này thì bên em đang báo giá cho anh chị với giá là chỉ tầm 240 quay về các bạn nhé. 240 quay về là chúng ta sở hữu ngay mẫu xe bản đủ đời 2015, xe đẹp gắt luôn các bạn nhé. Đấy. Và bây giờ em sẽ đè vào vấn đề là nội thất và nổ máy cho anh chị này. Đấy, bây giờ em sẽ nổ máy và nội thất cho anh chị. Đời 2015 các bạn nhá, xe đẹp gắt luôn đây này. Đấy. Các bạn này, màn hình thì rất là xịn sò rồi. Nhận lương 140.000 bảng mỗi tuần và khoác áo số 20. Đấy các bạn nhá. Xe đẹp gắt luôn. Bản trang bị túi khí phanh ABS, đề lỗ start tốt, chống bó cứng trơn trượt. Đấy các bạn này. Đấy, rất là đẹp này. Vô là củ số xịn sò. Đấy các bạn nhé. Đấy. Mọi cái rất là ok. Và đây thì em sẽ giới thiệu lần lượt từ ngoài vào trong cho anh chị và các bạn. Đấy, mọi cái xịn sò hết các bạn nhé. Xe đẹp đấy, bên mình bán giá rất là ưu đãi trong thời điểm hiện tại, nội thất thì sang trọng. Đấy, chiếc này thì các bạn mua thì chấm hết luôn. 3 chiếc i10 bản đủ các bạn nhé. Đấy, toàn bản đủ, xe đẹp thôi. Không lỗi nhỏ, không khoan đục, không dịch vụ. Các bạn yên tâm là xe đẹp lép căng luôn. Đấy các bạn này. À, bây giờ em sẽ quay lần lượt cho các bạn này. Bên phụ này, con này đèn bi rất là đẹp anh chị nhé. Đấy, điều hòa thì mát lạnh, lốc thì im đét, không thịt thù luôn, không có kêu gõ gì cả. Đấy các bạn này, một chiếc xe rất là đẹp anh chị nhá. Và không có khoan đục, không dịch vụ. Anh chị lưu ý như vậy, chiếc xe đẹp gắt luôn. Đó, có màn hình Android xịn sò. Và có cam hành trình, cam lùi đủ cả các bạn ạ. Đây các bạn này, mọi cái rất là đẹp anh chị nhá. Và video này em dành riêng là dùng làm cho i10. Đây anh chị này, rất xịn sò anh chị ạ. Đủ đồ các bạn nhé, kích rồi các thứ đủ hết rồi. Đây, trần 5D anh chị nhé.
rất là đẹp, ghế đẹp luôn. Đấy. Đây các bạn này, nội thất thì sang trọng này. Gương kính điện mọi cái rất ok các bạn nhé. Đây. Vô lăng củ số cực kỳ đẹp. Nó được trang bị đầy lỗ start top. Gương kính điện rất là ok. Đấy các bạn này. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Mọi cái rất ok. Con này chạy 10 vạn km này. Được trang bị độ đôi tép vào đây này. Đây, màn hình Android này các bạn này. Android xịn sò các bạn nhé. Đây, video này. Đấy. Âm thanh thì hay cực kỳ luôn. Nó được tích hợp vô lăng các bạn nhé. Đấy, làm nhỏ lại. Đấy. Đây, các bạn quan sát thật tâm lô tôi ly này. Quá đẹp luôn. Đấy các bạn này. Quá chất luôn. Đây, màn hình Android đây các bạn nhé. Đây, nó cam hành trình đây này. Gần nó đây. Các bạn này. Đấy, vô lăng củ số đẹp. Và bây giờ em sẽ quay đến phần máy các bạn nhé. Bởi vì ba con xe, mình quay ba con xe làm sao mỗi con xe độ 7 phút. 7 phút là 73, 21 phút là 21 phút thì nó cũng hơi lâu một tí các bạn nhé. Và đây, ở đây đèn bi xịn sò các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp. Và giá là 240 thì báo với các bạn là không bớt được nhiều đâu các bạn ạ. Chỉ lọc lá thôi các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu và cái tầm tiền như thế thì các bạn đến với mình. Còn các bạn nếu mà bảo một cái xe bớt 5 triệu, 10 triệu là bên mình không bán đâu. Bởi vì những mình bên mình bán giá là sát giá thực tế và giá rất là cứng. Bởi vì nó tuyển được những cái xe đẹp này thì bao giờ giá động cứng các bạn nhé. Nhất tại thời điểm này anh chị nhé, tại thời điểm này mua xe nó rất là khó, không dễ đâu. Đấy, bên mình mua vào rất là khó đấy, tất cả anh em cả nước luôn chứ không phải bên mình. Đấy, mua xe nó rất là khó luôn. Đấy, các bạn này, máy này, máy lổ thì thầm các bạn nhé, rất là ok luôn. Máy một chấm, xin lỗi các bạn, máy một chấm mà lổ được như này thì tuyệt vời, nó không rung một tí nào các bạn nhé, nó không rung này. Đấy, máy lổ rất là êm đét này các bạn này. Nhiều con máy một chấm này lổ nó rung lắm các bạn, nó rung bần bật luôn, nó cứ rung lên này các bạn này. Đấy, nếu máy một chấm nhiều con lổ rung này nhưng con này không rung đâu, lổ rất êm các bạn ạ. Bạn đủ. Đấy, máy rất chất các bạn nhé. Đó, tuyệt vời luôn. Và bây giờ em sẽ kết thúc video về con 215. Thì tiếp theo em sẽ giới thiệu với các bạn là con 215 cũng lên đèn bi, đời 2015, bản AT các bạn nhé. Và bây giờ em tắt cái con này cả đây ạ. Và bây giờ thì đây, em sẽ giới thiệu cho các bạn đời 2015 xung quanh và một chiếc xe bản đủ lên full đồ. Con này cũng màn hình Android xịn sò, cũng là lên đèn bi, tất cả đầy đủ anh chị nhá, màu trắng. Thì anh chị quan sát chiếc xe này này, thì bên mình đang bán với giá là 325 triệu anh chị nhá. Đời 2015. Đấy, màu trắng rất là đẹp, máy 1.2. Đủ đồ chơi anh chị nhá. Đấy, mình nói là đủ đồ, xe nó đẹp. Đấy, đủ đồ luôn. Đấy, chị quan sát này, tổng thể một cái xe khá là đẹp luôn, màu trắng. Và màu này thì rất được chị em phụ nữ là thích này. Bởi cái màu trắng này nó rất là đẹp. Đấy các bạn này. Đấy, chị nhìn nhé. Rất ok luôn. Đó là tổng thể hình thức bên ngoài. Và bây giờ em sẽ lổ máy để cho anh chị và các bạn quan sát. Sau đó em sẽ giới thiệu sơ lược tất cả xung quanh xe, trong và ngoài xe để cho anh chị và các bạn quan sát. Và đặc biệt thì anh chị lưu ý là cái bản đủ. Bản đủ và đặc biệt là cái số tự động 1.2 thì bao giờ cái nội thất này nó là nội thất. Các bạn lưu ý là nội thất của nó là nội thất màu đỏ các bạn nhé. Đấy, cái nội thất đỏ đen. Đấy các bạn lưu ý này. Là bao giờ nó nội thất đỏ đen. Ghế thì rất là đẹp. Màn hình Android xịn sò. Cam lùi, cam hành trình đủ cả các bạn nhé. YouTube, YouTube đủ hết này. Đó, một chiếc xe cực kỳ đẹp đây anh chị này. Nếu anh chị nào mua cho bạn gái hoặc là ông bà bố mẹ hoặc là các anh chị em trong gia đình mà sử dụng những cái mẫu xe số tự động như này thì bên em đáp ứng cái chiếc xe này để vừa túi tiền anh chị và các bạn. Giá 320 thì chúng bên em thì có thể ra lọc lá cho quý vị và các bạn thoải mái để đi về. Đó, một chiếc xe khá là đẹp với số tự động, tại thời điểm này cũng khan hiếm anh chị nhé. Nên mua sắm một chiếc xe này bên mình tuyển về cũng rất là kỹ và chăm chút rất là tốt, cho nên xe nó rất là êm. Đấy, máy nổ rất là êm. Êm đét luôn anh chị nhé. Mọi cái rất là ok. Đấy, chị quan sát này, mọi cái rất là tuyệt vời. Đằng sau xe nó vuông vắn, tất cả keo chỉ zin hết các bạn nhé. Vuông vắn không lỗ nhỏ. Đây, bản 1.2 các bạn ạ. Đấy, ra bản 1.2 và 1 chấm thì nó cũng không khác biệt nhiều. Nó chỉ khác biệt ở cái động cơ là 1.2 và 1 chấm. Và cái nội thất của xe 1.2 thì nó là nội thất đỏ đen. Và nội thất 1 chấm thì nó là nội thất không phải nội thất màu đỏ các bạn nhé. Đó là cái bản khác biệt. Còn cái lên 2018 thì bản 1.2 giống nhau hết các bạn ạ. Bởi vì nó đều là màu đỏ hết. Nó đều bởi vì nó đây
nó chuyển sang xe Việt Nam thì nó đều là nội thất 1.2 hết các bạn nhé. Còn đời 2017 như ba con này trở xuống ấy thì là nó là máy 1.2 thì là nó mới được cái màu đấy các bạn ạ. Không thì máy 1 chấm thì nó màu khác, nó không được màu này đâu. Đây các bạn này, xe đẹp các bạn nhé, điều hòa mát lạnh luôn, máy zin chất nờ luôn anh chị nhé. Đó, chất nờ đây anh chị này, cửa đóng thiết thì thịt luôn. Đây, cửa đóng này, cửa đóng êm thiết thì thịt các bạn ạ. Đó, một chiếc xe rất là đẹp. Anh chị nào quan tâm tới mẫu xe Grani 10 mà đẹp như này và chất lượng thì quý vị và các bạn cứ liên hệ cho em để cảm nhận một cái xe tuyệt vời luôn. Đấy anh chị nhé. Đó, nội thất thì bọc ghế 5D đủ hết rồi. Màn hình cam lùi, cam hành trình, Android đủ cả các bạn nhé. Đấy, trần đi lơ, trần thì trần lỉ đẹp lép căng luôn. Đó, và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần máy các bạn nhé. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần máy này. Một chiếc xe rất là đẹp, đắc kiểm dài tháng 11 các bạn nhé. Đấy, con xe này thì chủ rất là chơi độ lock đen hết rồi. Đấy, đèn con này lên đèn bi các bạn này, nó lên đèn bi hết rồi này, nó y như con kia bên kia các bạn nhé. Đấy, những cái xe mà bây giờ người ta vào như này nó hết gần 20 triệu đấy, từ đèn bi các bạn nhé. Về phần gương kính điện mọi cái thì thôi mình không cần phải giới thiệu đâu các bạn ạ, bởi vì những chiếc xe đẹp như này thì nó mọi cái là đều hoạt động, nó rất trơn tru. Đấy, nó hoạt động rất trơn tru các bạn nhé. Đấy, cái đầu này đầu rất là tốt này, cái đầu của nó rất tốt các bạn ạ. Đó, mọi cái rất là ok các bạn nhé. Đặc biệt Grani 10 thì những cái hình và những cái chữ này rất là đẹp các bạn này, khi đi tối này. Đấy, đi tối nó nổi lên rất là đẹp. Đây nữa này, kể cả vần vô lăng, túi khí, các thứ nó đều hiện lên này. Đấy, nó rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, và bây giờ thì em sẽ quay đến phần máy để cho anh chị và các bạn quan tâm xem này. Phần máy này, máy nổ thì thầm. Con này thì cũng được chủ độ lên tép các bạn nhé. Đấy, y như con bên kia, cũng độ lên 2 tép cửa này. Đây, đèn bi nó đây các bạn này, sáng choang các bạn nhé. Đấy, đèn bi này. Đấy, các bạn quan sát này, như ban ngày luôn. Chúng ta đi những chiếc xe đã độ được đèn này này thì đi thì rất là dễ quan sát các bạn ạ. Đấy, nó rất là dễ quan sát luôn. Đấy, anh chị nào quan sát thì liên hệ em. Rồi, đây các bạn nhé, cái này rất là ok. Máy 1.2 nổ im thi thít các bạn nhé. Máy nổ im thi thít này. Đấy, rất là êm. Anh chị nào mua chiếc xe này thì cứ mạnh dạn alo cho em để có một cái giá tốt nhất anh chị nhé. Đấy, giá này em đưa ra là 330. Con này mình ở 330. Đấy, thì anh chị nào mua thì cứ liên hệ cho em, giá rất là tốt, có giá tốt nhất để cho anh em này. Đấy, xe là đẹp, 20 con này 25 anh em nhé. Đó, máy rất là êm. Anh chị nào quan tâm cái xe này thì liên hệ cho em để có giá tốt này. Đấy, mọi cái rất là ok, được chưa ạ? Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn đến một mẫu xe khác. Đó là một mẫu xe rất là cao, đời cao, đời 2017, bản cuối cùng là xe nhập khẩu các bạn nhé. Sau cái xe, mẫu xe này nó kết thúc không có xe nhập khẩu nữa đâu, và nó chuyển sang là cái mẫu xe gọi là xe lắp ráp trong nước các bạn nhé. Và cái mẫu cuối cùng này thì các bạn quan sát từ cái mặt ca lăng của xe là nó khác hoàn toàn các bạn ạ. Đấy, nó mặt ca lăng nó hình lưới khác, và nó có hai đèn gầm là khác hoàn toàn với cái bản kia. Và đặc biệt là cái la răng này các bạn nhé, bản này thì nó chuyển sang la răng, nó khác hoàn toàn, nó không phải la răng trắng nữa mà la răng đen, đen thay các bạn nhé. Đấy là cái bản này. Và cái bao sốc phía sau của xe thì nó cũng khác so với là cái bản đời 2015-16 bên kia các bạn nhé. Thì cái lưới bao đợt sốc này nó là đèn tròn các bạn ạ, nhìn nó đẹp hơn. Đấy, nó bắt mắt hơn và thời trang hơn. Đấy là cái bản này. Và bây giờ em sẽ chuyển ra cho các vị bạn và xem cụ thể xung quanh một chiếc xe đẹp. Đây, em sẽ quay xung quanh một chiếc xe đẹp cho anh chị và các bạn thẩm định cái mẫu xe này anh nhá. Các bạn thẩm định cái mẫu xe này cho em. Đấy, mình tắt cho các bạn này thân mình. Đấy các bạn này, keo chỉ, keo cột, máy móc zin 100% anh chị nhé. Thân vỏ không mất một phân keo chỉ nào. Nếu anh chị nào quan tâm tới cái mẫu xe mà nhập khẩu đời cao form mới thì các bạn liên hệ cho em, bản đủ, xe rất là đẹp. Đấy, full đồ chơi,
Đó, chiếc này thì cực kỳ đẹp rồi anh chị nhé. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em ngay tại cửa hàng ô tô cũ Mê Linh là thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc anh chị nhé. Đấy là em đã quay tổng thể hình thức bên ngoài, sau bây giờ em sẽ quay đến bên trong. Đó, em nổ máy để cho anh chị và các bạn quan sát. Xe đẹp anh chị ạ, con này đẹp đấy, con này khá là đẹp luôn. Đấy các anh chị nhé, con này chạy 12 vạn km này, màn hình Android xịn sò này. Đấy, và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bạn đến thế nào là bản, như nãy em đã nói là bản 1.2 và 1 chấm, thì con này nó trang bị động cơ là 1 chấm lít các bạn nhé. Bởi vì 1 chấm thì bao giờ cái này nội thất này nó kiểu này đấy các bạn này, ghế lỉ kiểu này đấy, mọi cái nó khác bình thường so với lại 1.2 các bạn nhé. Đấy, con này thì đẹp hết nấc luôn, các bạn quan sát này, tổng thể này, tổng thể nó này quá đẹp luôn các bạn ạ, mọi cái zin hết các bạn nhé. Keo chỉ thì không mất một phân một đoạn nào, nó là không dịch vụ 100% các bạn nhé, mới đẹp luôn. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp, vì những cái chiếc xe như này bên mình tuyển vào rất là kỹ và nó rất hiếm để nó mua tại thời điểm hiện tại luôn. Đấy, bạn nào thực sự thích những cái xe đẹp thì gọi cho mình, mà có các bạn nếu mà so về giá nhiều quá, các bạn so về giá đang bán chỗ khác, anh em nó đang bán đời 2017 mà đang bán có 250 với 26 thì các bạn có thể mua được. Như bên mình bán con này, xin lỗi các bạn là báo giá cho các bạn con này luôn này, báo giá cho các bạn con 2017 này luôn nhá. Đấy, 2017 con này em đang bán là 285 triệu anh chị nhá. Nó xe đẹp và đời 2017 là bản cuối cùng. Đấy, anh chị lưu ý như thế. Cho nên nó được cái xe đẹp và nhập khẩu, cho nên nó đẹp như này anh chị ạ. Đấy, và bây giờ em sẽ bật đèn gọi cái thử lên để cho anh chị quan tâm này. Alo này. Đấy, điều hòa thì mát rét luôn này. Đấy anh chị nhá. Gọi cái rất là tuyệt vời. Đây anh chị này. Anh chị quan tâm này. Xe đẹp, biển 88 anh chị nhá. Một chủ từ đầu, 88 biển rất là đẹp, 5865 này. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn, bản 1 chấm. Đẹp gắt luôn. Nếu anh chị nào quan tâm từ cái mẫu xe này thì anh chị cứ mạnh dạn alo cho em để sở hữu ngay một cái mẫu xe này. Em ở thành phố Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Đấy, anh chị nào đến cứ alo cho em. Đấy, các bạn quan sát này. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Đó, bây giờ em sẽ quay đến phần cốp của xe, sau đó đến phần bên phụ của xe. Đấy các bạn này. Một chiếc xe rất là đẹp. Sơn zin của nó hết, cho nên nhìn cái độ sơn của nó ánh lắm các bạn ạ. Nó ánh nó đẹp này. Đấy các bạn này. Nó ánh nó đẹp các bạn nhé. Đấy. Đây, đèn cốp của nó khá là đẹp. Và cho các bạn xem phần sàn này. Úi giời, sàn nó quá đẹp luôn. Đấy. Một chiếc xe đẹp, nhìn nó đã đẹp rồi. Đẹp từ cái kích đẹp đi các bạn ạ. Đẹp từ cái sàn của nó. Đó là một chiếc xe đẹp. Bạn nào mà múc chiếc này thì nhanh tay các bạn nhé. Nếu không nhanh tay thì khả năng là con này là các bạn mua hơi khó tìm đấy. Đời 2016 và bản đẹp như này các bạn nhé. Lá răng của nó ra răng zin hết này. Đẹp đó các bạn nhé. Xin lỗi các bạn là đời 2017 các bạn ạ. Con này 2017 cuối. Con này cuối 2017 là nó chuyển sang là xe nhập khẩu đây này các bạn này. Đấy là con này là con cuối cùng nhé các bạn nhé. Cuối cùng của nhập khẩu đấy. Sau đó sẽ chuyển sang xe Việt. Lắp ráp CKD, nội địa hóa được 80-60% ở Việt Nam. Cái con này thì vẫn là nhập khẩu nguyên chiếc 100% luôn. Đấy các bạn này. Những chiếc đẹp như này thì các bạn cứ mạnh dạn đi. Mua đẹp mà đi các bạn ạ. Cứ mua xe ô tô mà các bạn có điều kiện thì cứ mua cố một tí thì nó được xe đẹp. Thì đi nó yên tâm, nó yêu thích. Chúng ta về sử dụng là nhìn yêu em nó như là vợ đẹp ấy. Nào nhìn nông ninh. Em chưa về là hỏi xem em đi đâu đấy. Em không nhớ anh à. Anh yêu à. Đấy. Tôi yêu... đang cần tiền tôi đấy. Bán đấy. Đấy. Cần không? Đang rất cần tiền để bán đấy. Bán gì? Đấy, bây giờ chấp nhận bán cho khách hàng nhá. Chấp nhận bán này. Ừ. Thế bán vợ hai có tiếc không anh? Ôi, bán vợ thì không bán được. Thế đây bán vợ hai, đây là vợ hai còn gì đây? Đây là vợ hai, đây vợ hai, đây thế, gọi là vợ hai của thế tôi. Thế vợ hai thì bán có tiếc không? Vợ hai thì bán thì tiếc chứ. Tiếc nhưng vẫn phải chia tay lấy vợ mới, anh đúng nhớ chưa? Rồi. Nào, tôi xin lỗi các bạn là chúng ta vào chương trình chính này. Đấy các bạn này. Đấy, ghế lễ zin của nó các bạn nhá. Ghế quá bạn này, ghế chưa bọc đâu các bạn nhá. Ghế zin là chúng ta chưa bọc đâu chứ không phải là ghế bọc ghim rồi đâu các bạn ạ. Ghế còn nguyên chưa ghim một tí nào cả. Đó, một chiếc xe đẹp. Đấy, vô lăng củ số quá đẹp luôn. Đấy các bạn này, đó là xe không dịch vụ anh chị nhá. Anh chị nhìn cho em này. Đấy, một cái xe này. Tuyệt vời luôn, màn hình full. Đấy, mọi cái đẹp tuyệt vời. Không dịch vụ một ngày anh chị nhá. Anh chị lưu ý mới chạy có 12 vạn km thôi. Đấy, để em xem kiểm tra xem còn nốt không nào. Hình như con này vẫn còn nốt ấy.
Đấy, con này đẹp này. Lốp vẫn còn này các bạn này. Đấy, lốp vẫn còn các bạn ạ. Xe đẹp đấy. Và bây giờ em sẽ giới thiệu sơ lược cho các bạn đến phần nội thất nhá. Đấy, phần nội thất của nó này. Đấy, là ghế lỉ theo xe anh chị ạ. Trần zin nhá. Chưa độ lại, chưa làm gì cả, đó là đồ zin. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bạn đến phần máy này. Đấy, nội thất thì không cần phải quay đến đường gương kính điện làm gì các bạn ạ, về đồ xịn rồi. Đấy, con này thì không phải quay đến gập gương và chỉnh gương đâu. Đấy các bạn này. Đấy, nó chỉ là 12 vạn km thôi. Em sẽ chỉnh to nhỏ một tí. Đấy, đang nhạc này. Đấy, em chuyển ra xem nào. Tuyệt vời các bạn nhé. Cái đầu Carfu này, cái đầu nó rất là đắt các bạn ạ. Đầu này nó rất ok luôn. Đấy, cái đầu nó ấy. Cái đầu này nó rất ok các bạn ạ. Đấy. Cam này. Cam nét căng, cam roi các bạn nhé. Và bây giờ em sẽ chuyển sang phần máy các bạn nhé. Đấy, bây giờ em sẽ chuyển phần máy cho các bạn này. Và bây giờ em sẽ chuyển máy đây. Chiếc này em quay vượt quá video là 7 phút rồi. Đấy các bạn ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây anh chị nhá. Máy 1.2 mà nó lổ căng đét luôn, thì thầm luôn. Anh chị quan tâm này, xe đẹp đét căng. Tuy đó gì nhưng mà đó các bạn này nó hơi tối một tí. Anh nhá. Bật đèn bà lát và soi vào đây. Bật đây. Đây nhá. Và soi vào đây đấy. Đấy. Soi nhá. Đấy. Anh em nhá, quá đẹp luôn. Zin toàn tập nhá. Máy phát các thứ đồ zin này. Đấy. Đầu đít rồi các thứ zin hết này. Đấy, răng đầu nguyên các bạn nhá. Gọi cái nguyên này. Đây các bạn nhá. Đấy, cabo của nó chưa một lần chạm các bạn nhá. Quá đẹp luôn. Đây máy của nó máy zin các bạn nhá, máy zin số zin này. Các bạn này, máy zin số zin nhá. Đấy các bạn lưu ý như thế. Một chiếc xe đẹp gắt luôn. Đấy, côn con này chưa chạm đâu các bạn ơi. Con này cam kết cho các bạn là côn chưa chạm đâu. Đấy, các bạn lưu ý là côn chưa chạm các bạn nhá. Đấy, con ốc côn này các bạn lưu ý. Các bạn nhìn cho mình con ốc côn các bạn nhá. Đó, con ốc côn gì cả. Đấy, 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 nó nguyên còn sơn đấy các bạn nhá. Con này côn zin đấy, chưa chạm đâu. Đấy. Cực kỳ đẹp các bạn nhá. Đấy. Con này đăng kiểm thì dài. Anh chị nào có nhu cầu gửi thì liên hệ cho em. Đấy các bạn nhá. Và em xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn. Đấy, toàn bộ những chiếc xe này thì bên em đây đang còn con này các bạn nhá. Bên em đang còn con Accent 2019. Đấy, siêu lướt anh chị nhá. Đẹp đét căng luôn. Nếu anh chị nào quan tâm tới cái mẫu Accent này thì anh chị cứ gọi cho em ngay để được biết thông tin chi tiết của xe. Số sàn anh em nhá. Đấy, xe số sàn bản đủ. Đấy, cực kỳ đẹp. Con này độ thì full đồ rồi. Rất là đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm cái mẫu xe đẹp thì liên hệ cho em. Giá thì cũng rất là yêu. Còn nào các bạn ạ. Con này D29, giá nó yêu và độ nhiều đồ thì bây giờ mình bán đang nhỉnh là trên 400 tí các bạn ạ. Bạn nào có nhu cầu liên hệ cho em. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.